Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Doanh nhân không cần cao lương mỹ vị. Năm 2004, sau khi ra trường, anh Lê Hồng Chân làm kế toán cho một đơn vị bán thực dưỡng nhưng không để ý lắm. Đầu năm 2012, ba của anh bị mất ngủ và giảm cân. Anh đưa ba vào thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh và phát hiện ba bị bệnh ung thư phổi và di căn nội hạch ở mang tai. Ba lâm bệnh làm anh hoang mang, ba là thần tượng của anh, là chỗ dựa của gia đình. Vậy mà ba ngã bệnh và không còn con đường cứu chữa. Lúc này anh đã thành lập công ty riêng và đang làm ăn thuận lợi. Anh cũng tìm hiểu nhiều cách chữa trị cho ba, và cuối cùng anh chọn chữa trị theo Tây y, cách mà nhiều người ủng hộ và có vẻ rõ ràng. Ba thực hiện hóa trị, xạ trị và uống thuốc viên. Chữa trị 3 tháng nhưng bệnh không thuyên giảm, và người bạn của anh có thực hành theo thực dưỡng và khuyên anh nên chuyển chế độ ăn cho ba. Bắt đầu anh quan tâm và tìm hiểu gạo lứt. Anh biết được nhiều người ung thư thoát chết nhờ ăn gạo lứt theo thực dưỡng. Anh cùng ba bàn bạc nhau và quyết định ăn gạo lứt. Anh cùng ba thực hiện ăn theo số 7, nghĩa là chỉ ăn gạo lứt với muối mè trong 3 tháng liên tục. Thường những bệnh nhân ung thư rất đau đớn trong giai đoạn cuối trước khi chết. Ba cũng bị những cơn đau tim kinh khủng hành hạ và những cơn đau giảm dần. Đặc biệt 2 tuần cuối đời, ba không bị những cơn đau hành hạ. Dù ba đến với gạo lứt quá muộn nhưng anh vẫn nhận ra giá trị tuyệt vời của gạo lứt và anh đã gắn bó với nó từ đó. Sau khi ba mất, anh tham gia phóng sanh với các Phật tử để hồi hướng công đức cho ba. Anh nhớ lại lời dặn trước khi ba mất. Khi ba mất nhớ cúng chay cho ba. Anh nghĩ sao mình đi phóng sanh mà lại còn ăn thịt cá, như vậy không được. Và anh phát tâm ăn chay trường từ cuối năm 2012. Hiện tại anh ăn gạo lứt với các sản phẩm từ gạo lứt như bún, phở gạo lứt, bột gạo lứt gần như hoàn toàn. Đôi lúc đi giao lưu bên ngoài anh cũng ăn chút ít cơm trắng để chan hòa với mọi người. Anh thỉnh thoảng nhịn ăn trong 3, 5 hoặc 7 ngày để thanh lọc, thải độc cho cơ thể. Anh cũng trải nghiệm nhịn ăn 2 ngày là đẩy lùi được bệnh cảm cúm. Anh không uống thuốc Tây từ lúc ăn thực dưỡng. Anh thường đi ngủ lúc 10 giờ đêm và thức dậy lúc 4 giờ sáng. Anh khuyến khích nhân viên trong công ty của anh sử dụng gạo lứt và anh tổ chức nấu cơm lứt cho nhân viên của mình. Anh tâm sự, nhân viên có khỏe thì làm việc mới tốt. Đặc biệt, công việc kế toán phải cần cái đầu thật tỉnh táo để xử lý những con số vô cùng chi tiết. Nhờ vậy mà tập thể nhân viên gắn kết với nhau, đồng tâm hợp lực. Anh không những tạo cơ hội việc làm cho nhân viên mà còn tạo sức khỏe tốt cho họ. Trong các buổi tiệc như sinh nhật, tri ân khách hàng, hội họp, anh đều thiết đãi những món của thực dưỡng. Trong vài năm tới, anh sẽ bàn giao điều hành lại và nhường một số cổ phần cho những nhân viên tâm huyết để anh rảnh tay làm công việc yêu thích. Là lan tỏa sống khỏe đến với mọi người bằng con đường thực dưỡng và thanh lọc cơ thể, anh có một niềm tin lớn rằng thu nhập sẽ ổn định, đủ để chấp cánh ước mơ này. Minh chứng là hiện tại công ty có những con người tuyệt vời, ngày càng phát triển và có thể tự vận hành mà không cần sự có mặt của anh. Khi thay đổi chế độ ăn theo thực dưỡng, tư duy của anh cũng thay đổi. Lợi ích lớn nhất là tư duy tốt hơn, thanh thoát hơn. Anh nói, ngày xưa đối tác hoặc nhân viên làm phật lòng là lên máu ngay, bây giờ đón nhận mọi việc một cách bình tĩnh và thông cảm. Đến nỗi, cách nay vài tuần anh gặp lại sếp cũ và câu đầu tiên được hỏi là chân còn nóng nảy không? Anh trả lời là hết rồi sếp ơi. Anh sếp hỏi, làm sao làm được như vậy, chắc phải công phu dữ lắm. Anh trả lời, cũng dễ thôi sếp, ăn theo thực dưỡng, ăn quân bình âm dương, cơ thể quân bình sẽ làm tính tình, điềm tĩnh lại. Cái dễ nóng giận của ngày xưa là thể hiện sự mất quân bình trong cơ thể. Anh nói, những cái xấu xa của mình đã ra đi cùng với 23kg rồi. Từ lúc theo thực dưỡng, anh giảm 23kg, thay vào đó tính tình vui vẻ, dễ gần gũi với mọi người, hay giúp người khác. Anh có giao tiếp rộng và nhiều bạn bè. Bạn bè anh phần nhiều là người điều hành doanh nghiệp. Làm gì thì làm, đều tập trung vào lan tỏa sống khỏe trong cộng đồng. Thay đổi ăn uống là thay đổi số phận, thay đổi cuộc sống. Làm ra tiền không còn là mục tiêu quan trọng nữa mà chỉ là phương tiện. Ngày xưa đưa ra nhiều mục tiêu nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân là chính. Nhờ theo thực dưỡng mà hiểu được nguyên lý âm dương, hiểu được cơ thể mình để chủ động sức khỏe, hiểu được vòng xoay của tiền bạc, phán đoán nhạy hơn, nhìn người hiểu được hai mặt của người, thấy được mặt trái của sự việc và trân trọng mặt trái đó. Phải biết cảm ơn mặt trái, nhờ mặt trái mình mới nhận được những giá trị của mặt phải. Trước kia, anh bị viêm gan siêu vi B, đau bao tử, sỏi thận 6,5 ly, thấp khớp, đau đầu, dư axit uric, mệt mỏi khi ngủ dậy. Bây giờ, những chứng này đã biến mất hết rồi. Đi đâu anh cũng khuyên người khác ăn theo thực dưỡng. Và anh cũng giúp được nhiều người giảm cân, chữa lành một số bệnh, đặc biệt giúp một số người thay đổi trong kinh doanh. Anh khuyên những người mới bước vào thực dưỡng nên nhịn ăn khoảng 3 ngày trước để thải bớt độc tố,
sau là trả lại vị giác nguyên thủy để cảm nhận món gạo lứt thực sự ngon. Anh nói nếu biết cách chỉ cần 70.000 đồng dùng một tuần lễ có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Một tuần lễ nhịn ăn để thanh lọc, thải độc và 70.000 đồng mua được 2kg gạo lứt ăn sau đó, lợi lạc rất nhiều. Anh muốn video hóa và sử dụng Internet để truyền tải thông tin thực dưỡng. Anh nói mình làm sao giúp mỗi người sau khi áp dụng thực dưỡng hết bệnh trở thành một người hướng dẫn lại cho người khác. Một vài người không thể hướng dẫn cho nhiều người được mà phải cần một đội ngũ được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, phải kết nối những người thầy của thực dưỡng lại. Tất cả hướng dẫn bằng video cho lên website để mọi người vào đó học hỏi. Anh sẽ làm việc này cho đến cuối đời. Mình không giỏi nhưng mình phải biết tập hợp những anh em tâm huyết. Và anh tin rằng có nhiều người tâm huyết. Đây là dự án tâm huyết của anh và nằm ngủ anh cũng mơ thấy nó. Hướng sắp tới là tổ chức tọa đàm mỗi tháng một lần về sức khỏe của chủ doanh nghiệp và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Người chủ khỏe mạnh thì doanh nghiệp khỏe mạnh. Sinh khí nhiều thì tà khí cũng sẽ mất đi. Quản trị nhân sự theo hướng phải xây dựng nhân sự khỏe mạnh, giúp gia đình họ khỏe mạnh. Sinh khí của nhân sự thịnh, công ty sẽ làm ăn vượng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đây là một hướng quản trị mới. Anh rất băn khoăn về thực phẩm hiện nay. Đa số thực phẩm không an toàn bởi con người có nhiều lòng tham, làm ra thực phẩm nhiều nhất, nhanh nhất, lợi nhất. Biết vậy, mình phải hành động mà không chỉ trích ganh ghét và xây dựng cơ thể quân bình trước để đủ năng lượng làm những điều mình thích. Ha ha ha, 问什么的说